Trong thời gian 1 phút 30 giây, mỗi cặp chơi có 5 hình ảnh có đáp án kèm theo. Nhiệm vụ của người diễn tả là dùng hành động và lời nói để người đồng đội hiểu và gọi tên chính xác từ hoặc cụm từ đang được nhắc đến mà không vi phạm đến từ khóa của chương trình. Mỗi từ hoặc cụm từ chính xác được cộng 10 điểm, sai bị trừ đi 10 điểm. Các bạn chỉ có 90 giây thôi, tận dụng khoảng thời gian nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì? Nói đi cái nền này. Đội lên. Nhưng mà nó người ta gọi là đối nghịch với dài là gì? Chiều có chiều dài thì có chiều gì? Chiều cao. Chiều ngang. Hình như nhân có chiều dài với chiều gì? Khó cho qua bảo. Chiều dài với chiều gì? Với chiều ngang. No. Cao. Dọc. No. Qua đi. Đeo cái này nè, mắt kính. Tả đi. Cái con mà hay đuổi con chó đó, con chó hay đuổi mèo. Đúng rồi. Cái gì? Mèo. Phải. Chỉ vô cái con này là con gì? Mắt. Đời ghép lại. Kính mèo mắt. Ngược lại. Mắt. Mắt mèo kính. Mắt kính mèo. Phải. Mèo mắt kính. Cái này ở trên đầu nè. Đúng rồi. Cái mà đeo vô ở trên đầu. Nón. No, mày mà vậy trời ơi. Vậy. Không, cái đeo vô là cái mắt kính. Xếp cái đằng trước. Xếp cái kia đằng trước. Xếp cái ba chữ, ba chữ. Xếp cái đeo vô ở đằng trước á. Mắt kính. Đổi ngược lại mắt. Mèo. Đúng rồi. Tiếp luôn. Này nè. Khẩu trang. Miệng. Hai chữ. Môi. Son. Son. Hết giờ. Xác nhận lại tính hợp lệ của các đáp án. Bạn tự tin với đáp án nào thì nói đáp án đó. Không tự tin đừng nói, sai thì bị trừ điểm đấy. Tự tin với đáp án nào nào? Mèo mắt kính. Đáp án là trời. Tự tin với cái nào nữa? Em không tự tin. Diện tích bằng chiều dài nhân với chiều gì? Chiều rộng. Vậy sao hồi nãy nói chiều cao, chiều sâu, chiều tùm lum. Cái đáp án hồi nãy mình lấn cấn nè. Mũ rộng vành. Như vậy là ở phần thi đấu này chúng ta không ghi được điểm nào. Bên cạnh đó trừ 10 điểm. 20 điểm tặng, trừ 10, còn 10 điểm không sao. Gia tài vẫn còn nhé. Rồi cảm ơn các bạn. Và vị trí nào? Người ta thường nói là mấy bạn mà đeo mắt kiến thông minh lắm, đúng không? Dạ, đúng rồi. Thành tích học tập của hai bạn ra sao nè? Hiện tại em là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Đạo. Dạ, còn em thì học khoa học tự nhiên. Ủa sao hai bạn không học cùng chung trường? Sở thích khác nhau à. Sở thích của Đào là gì nè? Đam mê của em là bác sĩ. Ý là kiểu thích làm việc với con người á, nhưng mà thi không đủ điểm cho bác sĩ cho nên vô nhân văn để học xã hội làm việc với con người luôn. Còn với Đào? Em thích công nghệ cho nên là em thi công nghệ thông tin. Coi nè, hai anh em thể hiện nè. Rồi xin mời Đào. Nhớ nha, đừng để phạm quy đó đáng tiếc. Mà liên tục sử dụng nhiều từ ngữ mô tả, càng kỹ càng chi tiết càng tốt. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái nãy luôn. Mũ. Lưỡi. Tâm. Mũ lưỡi chai. Trời ơi, phải nhớ nha. Mặt kính. Phản ứng AGNO3 á. ALO3 là gì? Chán gương. Ba chữ. Kính chán gương. Một chữ đầu thôi. Son. Cái này có 4 chữ nha. Thôi qua đi. Thôi qua đi khó rồi, đúng rồi đó. Đừng làm mất thời gian. Tả đi em. Chân. Con gái hay mặc á. Chân váy. Trắng đen. Hình tròn, xen kẽ. So le. Không phải. Chấm bi. Đúng rồi, 4 chữ. Chân váy chấm bi. Má. Người ta hay đắp cái gì á? Đắp bằng nạ. Trời ơi. Đúng rồi. Ráng em. 4 chữ nha. Nhờ đi xay gì á? Xay gạo. Đúng rồi, chữ lần trước. Hết giờ. Mà nghĩ mà cho thêm thời gian nữa là các bạn vẫn chơi với một cái phong độ rất là tốt đó. Và bây giờ sẽ là phần xác nhận được tính hợp lệ của từng đáp án. Nhiệm vụ của bạn là phải nhớ toàn bộ đáp án đó nha. Đầu tiên là gì? Mũ lưỡi chai. Mũ lưỡi trai, xin mời. Chính xác, rất tự tin. Tiếp theo. Kính chán gương. Đây nè, thấy chưa? Thấy phản ứng quá học. ALGM. Gì ALO3? AGNO3. AGNO3. Nhớ chưa? Quên hết, trả cho thầy cô hết rồi. Đáp án đó chính là kính tráng gương. Tiếp theo. Dạ là chân váy chấm bi. Chân váy chấm bi. Trời ơi đáng nể. Thôi. Ba chục đủ không? Nó đại một cái để trừ điểm chơi. Thôi. Như vậy là 3 đáp án đúng. Cộng với 20 điểm nữa là 50 điểm đã thuộc về các bạn. Yeah. Trời ơi. Thực sắc. 50. Dạ 10.